Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Cua Vlog 61 nha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại cửa hàng Honda Giáp Bình Dương chi nhánh số 6. Nó nằm trên đường 22 tháng 12, phường Thuận Gia, Thuận An, Bình Dương. Địa chỉ là 1A4-36A ha. Đối diện là tiệm hớt tóc 30 size bên kia. Các bạn thấy tiệm hớt tóc 30 size bên kia. Địa chỉ của tiệm hớt tóc 30 size là 65, số nhà 65, đường 22 tháng 12 ha. Rồi, thì hôm nay mình quay xe mới khá là nhiều rồi. Thôi, nay chuyển chủ đề một chút xíu. Quay về sự hoài cổ ha. Đây là chiếc Custom. Quay cận cho mọi người xem đây. Đây. Custom 70 ha. Màu gọi là ở trong đây nó hơi tối nên là cái màu nó nhìn giống là màu xanh rêu á. Mà ra ngoài sáng thì mình mới nhìn nó thấy nó màu xanh rêu nổi bật hơn ha. Đó. Đây, mình quay cho bạn xem trước. Thì Custom á nó là Super Cup. Nhưng mà nó là kết tầm nên là cái những cái đầu đèn của nó làm hình vuông. Còn Super Cup mà thường kia là hình tròn ha. Riêng cái tầm này là hồi xưa là Super Cup ngày xưa là hình tròn á, là dành cho những phụ nữ đi. Còn hình vuông này là dành cho những người phái mạnh đi ha. Đó. Kể cả kính gương này nọ là cũng của hình vuông luôn, hình chữ nhật. Đó. 70 phân khối. Đây. Mình thì không rành về xe cổ nhiều. Tại vì nó ra đời còn ra mắt còn nhanh hơn, còn sớm hơn mình ra đời mà. Nên là mình không rành lắm. Mình quay cho mọi người đánh giá với nhau ha. Xe thì đi được 3.323 km. Và mình quay á, mỗi lần mình quay mình phải nhắc một điều này nữa. Không thôi là mọi người cứ xỉa xói ném gạch miết, chửi miết luôn á. Đó. Chửi nhiều quá khẩu nghiệp chứ gì. Sợ không lại khẩu nghiệp thôi. Cái này các bạn nó có thể bị tua được, nhưng mà ở đây bảo đảm các bạn là có những cái người người ta là thợ thầy, người ta vô coi xe luôn, nên là bên cửa hàng mình đã không làm ăn với cái mức độ là tua những cái này ra để mất cái giá trị xe. Nếu mà chiếc xe đã ra giá là gần cả 100 triệu mà để tua lại cái vòng tua này xong thợ thầy người ta vào thì cái cửa hàng lớn uy tín như thế này sẽ mất cái độ uy tín ha. Nên là bao cho mọi người là có thợ thầy lại coi luôn vẫn được ha, bao thợ thầy có thợ thầy lại coi xe nữa luôn. Đó. Đây phần đèn cốt pha, xi nhan, còi. Đây mọi người có thể thấy nha, cốt pha, xi nhan, còi. Đó. Xe có bình luôn, một lát nữa mình đề cho mọi người xem luôn. Đây là xi nhan trái phải nha. Đây. Chìa khóa còn hai chìa luôn. Chìa khóa zin nên là còn cái phần mã số trên đây nè mọi người. Đó. Thì cái mã số này nó sẽ khớp với lại cái ổ khóa này. Đó, nó sẽ khớp ha. Nên mọi người cứ yên tâm. Này, xe tem bọng này đây. Xe còn rất là đẹp, rất là mới, còn sáng giới luôn ha mọi người. Ai quay từ từ xuống cho mọi người xem. Honda Custom 970. Từ từ xuống nhìn nha. Lốc máy nè. Xe là bên cửa hàng mình á, ngày nào cũng phải bôi dầu bảo dưỡng, đụng vô xe nhất nhợt à. Bôi dầu để cho xe nó sạch bóng đẹp, chứ không có để mà bụi bặm này nọ đâu. Bụi thì có bụi thôi, nhưng mà kiểu không có để cho nó dơ á. Tại vì xe này là sếp giám đốc á, là người ta xăng người ta chơi từ đó giờ rất là lâu năm rồi. Mà mua về để chưng thôi, chưng chơi thôi, chứ không có gọi là đi ha, không có chạy. Đó, sếp cũng khá là mê mấy cái dòng xe cổ này luôn. Đây là phần đầu bò ốc ép mới cáo. Hồi nãy có một số khách lên coi á, nhìn cái phần đầu bò kêu là bị dở, bị mất zin này, bị làm lại, bị dở ra hết rồi. Thì mọi người có thể nhìn ha, mình quay cận cho mọi người coi, không có dấu giếm gì hết. Đó, có thể coi ha. Đó, 4 ốc xem là có bị tháo ra, bị có vết chày hay không, rồi gắn vô bị méo hay không, ron này nọ vẫn còn nằm bên đây này nọ cái kiểu ha, nó ron xanh vẫn còn. Thì đây chắc quay cận thêm một chút xíu nữa cho mọi người thấy dễ hơn nha. Quay từ từ ha. Tối đúng không? Đây đó. Đó, thấy rõ chưa?
Đó, lon xanh còn ha, ốc ác cho mọi người nhìn thoải mái luôn, không chảy dầu chảy nhớt gì hết. Và nếu như cái ốc đầu vò này mà nó đã gỡ rồi, khi mà mọi người lắp đặt lại á thì nó sẽ bị méo ha, nó không bằng như là cái máy bên Honda á, người ta đã lắp đặt, người ta có cái máy móc, người ta lắp đặt nó sẽ cân chỉnh rất là ok cái lực này nọ ha. Đây, phần dưới đây không có chảy nhớt gì hết đó. Đó, mọi người thấy chưa, không nhớt nhau gì hết, yên tâm. Đây là phần đùm xe nha, đùm xe niền trước. Nó những con ốc chỗ chân niền nè đều là ốc bảy màu vàng hết. Ốc bảy màu là sao nha, ốc bảy màu không phải là ốc bảy màu sắc cầu vồng nha, nó vàng vàng như thế này nè. Đó, mọi người có thể nhìn nó, những cái cây căm này á là nó còn y nguyên, không có gãy cây nào hết, cũng như là phần ốc với lại độ sáng của nó đều nhau ha. Có chứ không phải là con ốc này nó màu trắng, con ốc kia nó màu vàng, nó không đều nhau ha, mọi người có thể nhìn thấy đây. Đó, có thể nhìn thấy ha. Đó, niền căm cái niền xe là của Gia Băng ha, những cái căm này đó là nó đều nhau hết, màu sắc là nó đều nhau hết. Ốc chỗ cái căm nó cũng đều luôn, nãy giờ nó lộn cái niền hoài. Cái niền là cái dành ở ngoài, niền ở này, cái căm là khác. Rồi lên trên đây. Đây xe là đời 94 nha. Đây mọi người có thấy không? Đó, xe đời 94. Quá đẹp quá đẹp. Xe à, nãy giờ quên nói với mọi người nữa, xe này cái mức giá là 90 triệu nha, 90 triệu cho chiếc xe này. Rồi đi xuống phần đây. Đây phần yên, còn hít nha, hít khá dữ dằn luôn á. Nắp bình xăng nè. Đó, đây đó, giờ các bạn có thấy cái thảm này không? Hồi nhỏ giờ có ai nhà có chiếc xe có tầm mà có cái thảm này không? Rất là hiếm nha. Đó, rất là hiếm luôn. Giờ nguyên cái kho xe là chỉ có một chiếc xe này là có cái thảm này thôi, còn lại là không có chiếc xe nào có cái thảm hết. Thảm Honda luôn nè, nhưng bắt ốc dưới đây hay gì ta, hay gắn ịnh dưới đây gì á, gỡ lên được. Cái thảm này chống trượt cho mọi người, cho người mà ngồi xa chống trượt, nó êm tích hơn chút xíu nữa ha. Xe 90 triệu, biển số 61 Bình Dương 02758. Đây là phần phuộc nè, phần phuộc với phần niền sao, bánh sao. Người ta thấy ha, cầm độ ok còn nguyên hết, không có gãy cái nào hết. Đùm sáng giới, chỗ sơn xích này nọ nè, không có ọp ẹp gì hết ha. Cấp tầm 70 đây. À, mọi người có thể thấy nha, mình zoom từ từ cho mọi người coi nè. Thì đối với những ai mà mua xe mà ở xa, mình có thể xem video, nếu mà tin tưởng thì mình có thể lựa chọn chiếc xe này. Cửa hàng Honda Giáp Bình Dương sẽ vận chuyển xe tới nơi cho mọi người luôn, tới nơi cho mọi người luôn. Đó. Còn ai mà không tin tưởng thì mình có thể lên trực tiếp cửa hàng Honda Giáp Bình Dương, mình xem xe xong rồi. Mình thấy ok chốt mà mình không chạy về được á, thì mình có thể bên Honda Giáp Bình Dương sẽ giao xe tận nhà cho mọi người luôn ha. Đó, tem bọng mọi người thấy không, C70 thấy chưa, cái tầm 70. Rất là đẹp. Rồi bây giờ nghe tiếng máy này nọ kiểu rồi test tất cả chức năng của xe xong cái là xong ha. Đó, coi như đó thôi. Còn muốn coi kỹ hơn máy móc này nọ, ốc ác hay kỹ hơn thì mọi người có thể lên trực tiếp cửa hàng xem. Đây, in the đèn. Hôm nay là rồi, ghim chưa sát. Đó, đèn no.
ASEAN. Có khi tít tít luôn kìa. Xin nhanh phải. Got fan ha. Đó, ok. Đây. Không cần lên ga luôn, nhấn đèn cái là nó nổ máy luôn ha. Máy cực kỳ êm luôn. Rồi, giờ mình sẽ cho mọi người nghe tiếng máy nha. Cảm giác như gan ti nó hơi thấp nên nó hực. Nó lên ga nè. Máy móc đồ êm ru luôn ha mọi người. Đây đèn đây. Đèn. Đó. Có một mình quay nên mà hơi bất tiện, có pha đây. Đó. Ok hết chức năng luôn. À. À, mọi người đánh giá sao về cái máy móc của nó? Đó, xe 90 triệu ha. Đó. Rồi thì cô dì chú bác nào mà ai muốn mua cái dòng xe cổ này á thì mình có thể liên hệ với số điện thoại mình để bên góc trái màn hình ha. Rồi, cũng cảm ơn các bạn đã xem kênh của cô Vlog 61 nha. Nếu mà mọi người mới lần đầu tiên ghé kênh của mình đó, thì mọi người hãy cho mình một cái bấm chuông, một cái nút đăng ký và một cái nút bấm chuông ha. Để khi có xe dòng xe mới hay là xe cổ gì đó ra video mới thì nó sẽ thông báo cho mọi người xem nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo nha.